Vậy tính ra là dì Tám trồng thiên lý này lúc trước trồng mấy năm rồi hả? Bỏ nhiêu ngào à? Nó bông trồng vậy là trúng rồi Tám ơi. Tôi trồng biết sao không? Trồng vậy trúng à? Tôi đang ham cái này. Dạ. Tôi đi học rồi cái ông nói tôi bác xe rồi hồi đó tôi cũng có trồng. Dạ. Tôi trồng nhưng mà tôi mấy giày tôi lấy giày tôi leo này kia. Mấy Tôi cái vô không được. dây này tranh thủ dắt lên nha. Không dắt lên nó teo đọt là bông mình để yếu á, cái đọt mình đi ốm lại á. Tranh thủ dắt lên, không thôi nó ốm. Sáng tôi phải đi chiều tôi phải đi. Ừ, không thôi là đi nó ốm ốm đọt á. Thời giai đoạn này là giai đoạn cái đọt của mình cần phải mập á. Đừng có để lòng thòng nha, cố gắng lên. Cho nó nhanh nhanh lên. Nè, vậy là thòng đọt rồi. Ốm đọt liền thấy không? Teo đọt liền. Nó xuống là nó bò xuống là nó bò đi nó Mà ở nó. dắt lên cái nó mập trở lại liền. Ừ. Cái nhỏ kia nói tôi thấy thương á. Tranh thủ. Vì ráng vì cố nó cho nó đi về á, bắn cái tiền nó có Ừ. đồng lắm. Nhỏ nào? Nhỏ nào không biết cháu là nó đi đi ruộng nó em nó tẩm đâu có mấy giây mà À. kéo lên cho nó Nó vụ phía bên đây nè, phía bên đây mà nó chưa có dây cái đầu mình quát phía đây ăn đỡ. Ừ. mà tôi cho cái dây nào theo dây nấy tôi đứng tôi gỡ theo dây nấy mốt mà tôi cắt chứ mốt sao tôi biết đường tôi cắt. Dạ, hôm mốt giả sử như là cái dây chẹo đây nè, nó bị rớt đây mình quấn vào đây cũng được ha. Hôm mốt mình tỉa mình canh lấy kéo mình rồng 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 nhanh lắm. Tôi lên ông 2 ngày 1. Ngày nào lên ông hai hả? Qua cái vật bông trồng vậy là trúng rồi, có Tám ơi, trúng rồi. Trồng vậy là quá trúng rồi. Hôm nay qua tham quan cái vàng quá, trồng có trồng hơn hơn con luôn rồi đó. Từ từ nó mới từ từ nó mới lên chứ. Quá trời luôn, trồng vàng bông luôn, điên nổi luôn. Quá cái vàng bông. Cái vàng này là mốt hái một cái vàng này thôi là khủng khiếp luôn, đừng có giỡn đâu. Mà vàng này một mình không nổi đâu. Không có cửa nào mà nổi cái vàng này hết. Cái clip này ngang mấy mét? Ngang mà một clip này nè. 7 mét chứ, chiều dài bao nhiêu? 80 mét. Là hái một cái vàng này nếu mà hái dữ á là một ngày á là hái tầm khoảng 15 kg liên khúc, mày hái nửa vàng thôi nha. Bông dữ lắm, không phải giỡn chơi đâu, mà cái vàng này mà hái cây 4 7 7 4 4 lần 7 lần 8 7 8 6 4 hả? Nửa công đất. Trời ơi nó hái dữ dằn lắm. Miếng kia là được ba vàng 77 công mấy, miếng này công mấy? Công đúng hả? Đất mua hả? Ồ quá trời, là có tiền mua đất là được rồi. Trời ơi, cô còn có tiền mua đất, còn con không biết khi nào mà có tiền. Trời đất ơi. Kỳ gửi gửi ngân hàng, nhỏ kia tính lộn con, nó tính tiền lộn thiếu, cái này thiếu tiền của con, cái nó mới vô làm nó không biết á, cái này em rút kinh nghiệm nha, cái này là em thiếu tiền vậy là em bị kỷ luật á, nó xin lỗi, nó cho đồ quá trời luôn rồi đó, gửi 500 triệu mà muốn lấy giờ nào lấy á, tính ra tháng 500 triệu tháng chưa được 400 ngàn nữa, mà mình muốn lấy giờ nào mình lấy. Ở đất. Nhờ cái này là lẫm ăn liền nè. À, đất đây có giá mà. Chứ cái này đâu có đất đâu dính sắt nhà vậy đâu có dễ gì nữa thôi. Dạ. Mà trồng này có cũng dễ ha Tám.
Không mà trồng thật sự là trồng là đạt á. Đạt lắm rồi đó, nhìn cái vàng là biết cái chăm sóc mức chăm sóc cái nào rồi. Ừ, quá trời, cái vàng quá đẹp luôn, cái vàng quá cực kỳ.